What's up? Chào mừng anh em quay trở lại video theo bọn mình nhá. Thì hôm nay bọn mình đang là ăn phải cải thiện một tí anh em, tại vì mấy ngày rồi làm sắp mặt quá, mệt quá, không ăn uống mấy hôm rồi. Tụt huyết áp, các thứ sốc. Nên mình đang làm cái kia cảnh máu mèo quay vì con vịt anh em nhá. Đây là mấy lần làm ít đồ chua cay để xào ít ốc anh em ạ. Hôm nay đi bắt được ngoài đồng ít ốc ấy. Thì đang rửa vào kia, mấy chỗ kia đang làm vịt nên mình không quay nhé. Đây, có cái móng me nó ảnh hưởng đến chính sách của YouTube anh em ạ. Ôi, bọn mình đang sửa cái này là cái táp lô của... Ui, nạp hết rồi đấy. Táp lô đoạn này nè. Anh em. Đó, và cái G kính này nhé. G kính thì mình đang tập trung làm cho nó đẹp để mấy lần mình sẽ có clip full G kính cho anh em xem. Chất lượng luôn. Thì chỗ này bọn mình mới bị sửa lại đoạn này thì mới đo đạc lại thì bị sai một tí nhá, thì phải úp thêm cumacid vào nó độ nó đoàn nó tròn tròn một tí nhá, thế là bị sai nè, thì phải thêm một tí vào cumacid đấy em ạ. Đây là như thế rồi bọn mình mới vừa rồi đây. Ui, tiện thể luôn giới thiệu cho anh em luôn cái này nhá. Đây là cái phần cầu nhá, cầu này anh em nhìn cái cầu này có anh em hiểu biết cầu gì chưa, cầu gì chưa, cầu này cầu mềm anh em nhá, cầu mềm. Để bọn mình chưa biết là làm quán nào, nhưng mà gọi là thấy có một ông anh bán thì cảm thấy hợp lý thì mua về sau này chế nhá. Cái cầu này thì bọn mình sau này ví dụ chế siêu sen nào hay ho đấy, nó là cầu mềm thì nó sẽ bọn mình sẽ chế thành bốn càng chữ A anh em ạ, trước sau cũng là càng chữ A hết luôn, thì mình sẽ sử dụng cái cầu mềm này gì đấy, mình gọi là cứ mình nhặt đồ sẵn rồi đấy, thì thấy anh ấy bán này mình nhặt đồ sẵn để mình sau này có cơ hội mua mấy nước chế thì chơi cái bọn này anh em ạ. Rét quá này, mình cái máy run quá anh em ạ. Mấy nay đây bọn mình đang nước non này ơi. Thì mài mà hôm nay tập trung mài nên ít ra clip được cho anh em xem nhá. Thì đang mài cái bề mặt nó thật nhẵn mà. Thì clip mình úp ở trên kênh TV ấy, anh em xem rồi thì chưa xem thì xem lại nhá. Xem rồi thì mình lại thấy như gọi là mình gọi là cơ bản nó như vậy thôi. Còn đâu thực tế là để vào sản phẩm bọn mình sẽ phải làm chất lượng hơn nữa anh em ạ, sẽ phải làm thêm mất thời gian một thời gian nữa anh em ạ. Đấy là mình vừa đắp đắp thêm vào tí mài đi nhá, một thời gian nữa mới ra sản phẩm ok với anh em. Đây mình nâng gầm anh em ạ, anh em nhìn cao chưa, quá cao luôn. Mình nâng gầm lên là để sửa cái đoạn kính gió này nhá, không phải sửa mà là mình đắp thêm độ dày ở bên trong này nữa, thì nó hơi bị mỏng một tí thì mình đắp độ dày để mình sau này mình đảm bảo được cái độ cứng cáp của nó về lâu về dài anh em nhé. Đấy thì trông form đứng lên trông khá là chất anh em. Ui giời dẹp chết. À hôm qua mình làm cái này nhẵn lắm rồi, nhưng mà hôm nay bị sai một tí, thiếu một tí nhé, thế là phải đắp lại thì nó chưa nhẵn mất. Thì đây mình sẽ cho anh em xem độ này. Đây, bột là chỉ bột này. Ôi rồi anh em nhìn ra cửa nó phải khít như này nhá, mình phải đang nghiên cứu là cho cái giòn cao su vào nhá, ở cái cửa đây cửa anh em ạ, thì sẽ phải do cao su vào. Wow, dễ thế. Cái nội thất thì bọn mình sẽ phải làm, nhưng mà sau này một số bạn bảo là làm thiếu nội thất trông hơi nguy hiểm. Có phần gầm ấy, phần gầm hiện tại để cho anh em xem gầm luôn này. Ui rồi này, gầm trống trơ luôn, chưa có cái gì luôn anh em nhé. Ui, thì đi ngoài đường bắn lên kinh khủng luôn. Nhưng mà bọn mình sẽ phải thiết kế gầm nhé. Ui, còn đang hun mấy cái khói mù mịt anh em ạ. Quả cầu này cổ con gì nhỉ? Pho anh em ạ. Cầu cổ pho 4 chỗ anh em, cứ nếu mà không biết thì cứ lên pho 4 chỗ nhá. À. 4 chỗ 6 chỗ nhỉ? 4 chỗ à? Pho 7 chỗ à nhỉ? Pho 7 chỗ anh em ạ. Thảm cứ thấy lạ lạ, pho 7 chỗ anh em nhé. Cổ mềm con pho 7 chỗ. Dòng bán tải anh em ạ. Nên là nó cổ mềm. Còn cái con này của mình là cầu cứng nhá. Cầu cứng này. Thì con sau mình, nếu mà mình có cầu mềm thì mình sẽ thiết kế một con xe một cầu mềm cho anh em xem. Cầu mềm thì người ta ham áp dụng ở những con xe địa hình ấy anh em. Như Ford Raptor này, Ford Ranger người ta nói cầu mềm ấy. À cầu mềm ấy, đúng không? Rồi những con xe leo núi ấy. Như kiểu mấy con gì nhỉ? Mấy con người ta ham nghiệp rát cái thứ leo núi các thứ. Người ta sẽ dùng cầu mềm anh em nhé. Thì nó sẽ linh động hơn và cái vòng chăm sóc của nó sẽ tốt hơn đấy, cơ bản là phải như thế. Đang định quay cho anh em xem tiếp vịt mà, nhưng mà thôi sợ ảnh hưởng chính sách YouTube anh em ạ. Đây là góc xa anh em ạ, bây giờ rất lượng uy tín
Thì cái phần đèn này nhá, có bạn bảo là không phải, có bạn, có anh nào ấy bảo phải nghiên cứu thợ đèn nào làm cái đèn này cho giống thật đó, nhưng mà mình cảm thấy khó nhỉ. Có cả pha làm đèn giống như gì à mọi người, có không nhỉ? Thì nếu mà anh em nào biết mà có chỗ nào hoặc là có địa chỉ nào mà làm đèn mà theo ý của mình ấy, thì có thể comment gọi giúp mình tìm hiểu thêm nhé. Tại vì mình nghĩ là thị trường thì mua cái đèn fairy thì hơi khó, nhưng mà nếu mà mình nghĩ trường hợp mà người ta làm được theo ý của mình ấy thì nó khá là ổn đấy nhỉ. Cảm giác mà nó cho con cái đèn nó vào thì cũng ổn mà. Nhưng mà mình nghĩ là không có, thì thấy mỗi bạn mua là phải lắp đèn vậy thì nó mới chất, nhưng mà chắc là chất thật. Nhưng mà mình không nghĩ là không có. À, mình nghĩ là không có anh em. Đấy, nên là nếu mà có thì cũng tốt. Ai mà biết thì cho mình comment mình ít ý kiến nhá. Còn mình ý kiến nếu mà có quả đèn thì chất lượng luôn, còn cái phần đuôi này sẽ cắt ra. Thì 3-4 hôm mà không ra clip cho anh em xem ấy, chất lượng quá. Chắc xuống đến người lại miền Bắc này. Chỗ mình cái này để qua đêm đóng băng luôn. Chỗ nước này. Để qua đêm đóng băng luôn. Uy tín luôn anh em ạ. Xịn luôn đấy anh em nhỉ. Trong cơ bản là như này, thì không biết là còn thiếu cái gì không, anh em nhìn qua xem cần phải nâng cấp cái nào phải cần phải chưa ổn đấy thì mình phải nâng cấp lên nó ổn hơn. À, cái vành này, quả lốp này, mấy nữa là cũng có một số bạn bảo là phải mấy nó làm xong thì mình nên sơn lại lốp cái vành này. À, mình nghĩ khả thi đấy, thì có khẽ lẽ là khi làm xong cái phần vỏ đẹp hoàn thiện cả nội thất ấy, thì mới quay lại là mình sẽ tháo 4 quả lốp này ra để mình vệ sinh lốp và có khi là sẽ sơn lại cái vành anh em, tại vì vành nó cũng bị sắt một tí mà, nên mình có khi là mình cũng phải sơn qua cái vành nó chất đấy, nên là sau nó sẽ đẹp hơn. Cơ bản là như thế, khá là rét anh em ạ. Nếu mà mình ít ra clip là mình rét quá, tập trung làm run hết tay, trên tay run hết rồi, run hết rồi anh em này, anh nhìn ra trắng rồi. Vậy nhé, câu chuyện là như thế, anh em này yêu quý của mình ấy thì đừng quên là đăng ký kênh và bấm chuông ủng hộ mình ấy, xem quảng cáo ủng hộ mình nữa luôn. Cái này kết thúc clip đây, tại mình làm cái lời thông báo với anh em vậy thôi nhé, bye người.